Francis bị đau tim và qua đời tại căn hộ ở Marbella, Tây Ban Nha sáng nay. Thông báo của gia đình Francis trên ITV ngày 24 tháng 7 có đoạn: "Đây là cú sốc lớn với mọi người. Francis là huyền thoại bóng đá và là người tốt bụng." Francis bắt đầu sự nghiệp ở đội trẻ Birmingham City và được đôn lên đội một giai đoạn năm 1970 đến năm 1979. Năm 1979, ông trở thành cầu thủ Anh đầu tiên có giá 1 triệu bảng, 1,68 triệu đô la Mỹ, khi chuyển từ Birmingham City về Nottingham Forest. Khi đó, huấn luyện viên của Nottingham Brian Clough cho biết mức phí là 999.999 bảng. Sau này, ông mới tiết lộ phí chuyển nhượng thực tế là 1,15 triệu bảng và muốn giảm bớt áp lực cho Francis. Hơn 4 thập kỷ sau khi Francis phá mốc 1 triệu bảng, kỷ lục chuyển nhượng với một cầu thủ người Anh tăng 100 lần khi Arsenal chi 100 triệu bảng và 5 triệu phụ phí để mua Declan Rice từ West Ham hè này. Trong màu áo Nottingham Forest, Francis ghi 37 bàn qua 93 trận, giúp câu lạc bộ giành 2 cúp C1 châu Âu liên tiếp vào các năm 1979, 1980 cùng siêu cúp châu Âu năm 1979. Năm 1981, ông gia nhập Manchester City với mức phí 1,2 triệu bảng rồi lần lượt khoác áo Sampdoria, Atalanta, Rangers, QPR, Wollongong City, rồi giành nghệ trong màu áo Sheffield Wednesday năm 1994. Francis từng làm cầu thủ kiêm huấn luyện viên tại QPR, Sheffield Wednesday rồi dẫn dắt Birmingham City, Crystal Palace. Trong màu áo tuyển Anh, Francis ghi 12 bàn qua 52 trận giai đoạn năm 1977 đến năm 1986, gồm 2 bàn tại World Cup 1982. Huyền thoại Gary Lineker thuộc số người đầu tiên tỏ ý kính trọng với Francis. "Vô cùng đau buồn khi biết tin Francis đã qua đời", Lineker viết trên Twitter. "Một cầu thủ bóng đá tuyệt vời và một người